Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đậu Khánh Vân, năm nay mình 9 tuổi, chào mừng các bạn đến với chương trình S Việt Nam. Các bạn thân mến, Hà Nội là một nơi mình sinh ra và cũng là nơi mình lớn lên. Ở nơi đây có rất nhiều khung cảnh đẹp như là Lăng Bác, Hồ Gươm, Phố Cổ và kèm theo những món ăn đặc sản của Việt Nam đó là bánh cuốn, phở bò, bún chả. Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm thủ đô Hà Nội nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!